chắc phải là từ đợt chúng ta còn chật vật vì Covid, thì giờ người Việt Nam mình mới lại đoàn kết như vậy, lần này là trong việc ghét một bộ phim. Đúng, ghét là một từ mạnh, nhưng những gì mà em và Trịnh, bộ phim 136 phút về cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang đến còn hơn cả một sự thất vọng thông thường. Với người xem ở Việt Nam, trong đó nhiều người đã coi phim Việt và thất vọng như hai từ đồng nghĩa, thì phải cần đến một bộ phim gây thất vọng ở mức đặc biệt thì mới khơi dậy được những phản ứng gay gắt đến như vậy. Và nó còn một chiều nữa, lên mạng xã hội hay hỏi những người xung quanh, ta khó tìm được người nào thực sự thích phim. Có không ít người thậm chí mà nếu ta đọc những gì họ viết về em và Trịnh, ta còn nghĩ là bộ phim như vừa công kích cá nhân họ vậy. Và nhận định đấy sẽ không quá xa sự thật. Vậy, câu hỏi triệu đô ở đây, hay là câu hỏi 50 tỷ Việt Nam đồng chưa tính tiền marketing, là tại sao em và Trịnh cho người xem cảm giác tiêu cực đến như vậy? Và chúng ta có rút ra được điều gì giá trị từ trải nghiệm đáng quên này không? Với câu hỏi đầu tiên, đó là vì sao phim khiến người xem phẫn nộ, thì câu trả lời dễ nhìn ra nhất là vì nó đã làm xấu hình ảnh của một trong những người hiếm hoi ở Việt Nam được gắn mác danh nhân. Một danh nhân không chỉ trong mắt những người mến mộ ông, mà cả những người không biết về cuộc đời hay thậm chí là nghe nhạc của ông. Là người thuộc nhóm 2, cụ thể là tớ mới chỉ từng dành một tháng để luyện hát bài Mưa Hồng mà còn là do thầy tớ chọn bài, thì tớ vẫn luôn dành sự tôn kính cho ông, một người được phần đông đề cao trên danh nghĩa là một người nghệ sĩ. Nhưng, dù tôn kính là vậy, thì tớ phẫn nộ không phải là vì muốn bảo vệ danh dự của ông. Tớ cũng không khuyên bất cứ ai làm điều đó, bởi vì trong cái rủi lại có cái may các bạn ạ. Em và Trịnh tệ đến mức sẽ không ai đi liên hệ Trịnh Công Sơn trên phim với đời thật đâu. Không, sự phẫn nộ của tớ, và tớ tin là cả của rất nhiều người nữa, không hề liên quan đến Trịnh Công Sơn. Để diễn tả chính xác nhất, tớ sẽ gọi sự phẫn nộ đó là: em và Trịnh đánh giá khả năng cảm thụ phim của khán giả thấp đến mức nào vậy? Bắt đầu ngay với nhân vật chính đi. Việc một bộ phim có một nhân vật chính khiến người xem phải quan tâm, cho đến giờ đã là một điều hiển nhiên với hầu hết người xem phim, là một chân lý không cần được giải thích lại một lần nào nữa. Nhân vật đó không cần phải là người tốt, nhưng chắc chắn là phải thú vị. Nên quả thực là một kỳ tích khi mà Trịnh Công Sơn của em và Trịnh không có cả hai điều này. Ngay trong giây đầu tiên mà Trịnh Công Sơn của Alvin Lu xuất hiện, ta thấy anh bị mê hoặc bởi một cô gái bên kia đường mà anh còn chưa nhìn rõ mặt, rồi còn lén lút theo sau cô về đến tận cổng nhà. Ok, ai cũng biết điều này không đúng với tiêu chuẩn của xã hội ở cả hiện tại lẫn quá khứ. Nhưng, kết thúc phân cảnh này, ta vẫn có thể châm chước cho phim và kiên nhẫn chờ đợi ở phía trước một sự lý giải cho hành động của chàng trai trẻ mà tớ khuyên là mọi nàng diễm ở bất cứ thời đại nào cũng nên tránh xa. Và có thật nhiều cách để một biên kịch có thể khiến người xem thông cảm được phần nào cho hành động này. Ví dụ, có thể tình yêu lớn nhất của cuộc đời Trịnh Công Sơn không phải là cô gái nào mà lại chính là âm nhạc chăng? Và anh chỉ có thể sáng tác khi đang yêu. Và chắc phải còn lý do nào ngoài ngoại hình thì mới khiến Trịnh Công Sơn mê mệt diễm rồi là giao ánh đến như vậy chứ. Nhưng những sự lý giải đó không bao giờ đến, khiến người xem khó mà đi được đến kết luận nào khác về nhân vật này, ngoài việc Trịnh Công Sơn của em và Trịnh là một người háo sắc, không hề yêu các cô gái, mà đúng hơn là chỉ yêu cái lý tưởng riêng trong đầu anh ta, và còn là một lý tưởng rất tầm thường về việc một tình yêu đẹp là như thế nào. Xuyên suốt phim, nhân vật Trịnh Công Sơn không thể hiện được một quan điểm nào độc nhất hay là sâu sắc, từ đó dẫn đến sự mâu thuẫn với hình tượng nghệ sĩ mà phim muốn khắc họa. Bởi một người với suy nghĩ tầm thường như vậy, làm sao có thể viết ra những dòng lyric kia? Câu trả lời duy nhất chỉ có thể là Trịnh Công Sơn này được tổ tiên mách bảo. Ông nhạt nhẽo đến mức nếu bước ra ngoài đời thật, sẽ chẳng có ai muốn tiếp chuyện ông hơn 5 phút cả. Và nếu có, thì cũng chỉ vì chót gọi một cốc nước đắt tiền rồi. Thất bại của biên kịch đặt gánh nặng lớn hơn lên vai các diễn viên. Và do một lối chỉ đạo diễn xuất thiếu nhiệt huyết, thì nhân vật Trịnh Công Sơn còn được đẩy lên một tầm cao mới của sự khó ưa. Đến tận lúc này, trong đầu tớ vẫn vang vọng hai câu nói, một của Trịnh Công Sơn già và một của Trịnh Công Sơn trẻ. Giọng Huế giả của họ, mà đến tớ là một người rất ít được nghe giọng Huế mà còn thấy là nó có vấn đề, đã vô tình gắn cho những câu thoại này một tầng nghĩa khác mang tính ám ảnh. Tớ xin được mạn phép nói tiếng Huế giả tệ không kém của tớ để củng cố luận điểm nhé. Đầu tiên là câu thoại, em học lớp mấy rồi? Từ một thanh niên đã ra trường tới một cô gái học phổ thông mà anh ta vừa lén lút bám theo về tới tận cổng nhà. Đó lại còn là lời thoại đầu tiên giữa họ nữa chứ. Và câu thứ hai, đáng nhớ hơn vì được thốt ra không chỉ một lần, đó là câu chào có phần hơi thân thiện quá của một ông lão đầu bạc tới cô fangirl mới chỉ là sinh viên. Những cảnh này khó xem tới mức tớ không thể trách được các diễn viên. Thay vào đó, tớ phải nghi ngờ khả năng của người quyết định rằng những câu thoại như là Bonjour Michiko là không cần diễn lại. Và đó không chỉ là sự nghi ngờ về khả năng làm phim, mà còn là về những hiểu biết cơ bản về hành vi con người. Tại sao họ không thể nhìn ra được thứ mà tớ nghĩ là một người EQ thấp cũng phải nhìn ra chứ, rằng những cảnh này đang vô duyên một cách rõ ràng đến như thế nào? Thực ra, tớ đã có thể kết thúc review ở đây rồi. Với vai trò quan trọng bậc nhất đã như vậy, thì liệu những thứ khác có còn đáng quan tâm? Nếu bạn book đi du thuyền và trúng phải một ông thuyền trưởng đã chưa bao giờ lái tàu, lại còn say rượu, thì liệu bạn có review là tôi suýt chết trên biển, nhưng mà buffet có gan ngỗng, phòng vệ sinh có vòi xịt, đánh giá 2 sao trên 5? Nhất là tớ lại là người luôn đề cao câu chuyện và các nhân vật nhất.
và sự đầu tư tới nhân vật chính đã như vậy thì thật khó có thể hy vọng vào các nhân vật phụ ngoài Khánh Ly của Bùi Lan Hương. Nhân vật này như đi lạc vào từ một bộ phim khác và là nhân vật duy nhất trong phim cho ta cảm giác như đó là một con người. Bùi Lan Hương là một ngôi sao và là món gan ngỗng trên du thuyền Em và Trịnh. Nhưng chúng ta chưa thể kết thúc ở đây được vì vẫn còn nhiều điều đáng nói. Câu chuyện trong Em và Trịnh còn cho những người thưởng thức nó thêm lý do để bực tức. Bởi nếu đã tự nhận luôn nó là một câu chuyện không có linh hồn thì đã không sao. Đằng này nó còn đùa giỡn với khán giả, không rõ là một cách vô tình hay có chủ ý, với lời hứa hẹn rằng phim sẽ khai thác những chủ đề rất gai góc. Cụ thể, như là nỗi đau của Trịnh Công Sơn về việc không còn sáng tác được nhạc qua cuộc nói chuyện điện thoại với Khánh Ly. Đó là sự thật đằng sau mác nhạc sĩ phản chiến mà cho đến nay những người mến mộ ông vẫn còn tranh luận qua những câu hỏi của Michiko và tình bạn của Trịnh Công Sơn với Ngô Kha. Nhưng không, tuyến truyện phụ về việc Trịnh Công Sơn mất khả năng sáng tác hầu như không có tí sức nặng nào, vì ngoài ở câu nói kia ra thì Trịnh Công Sơn già không cho ta một gợi ý ở một cảnh nào khác rằng ông đang đau khổ về việc đó. Còn tuyến chiến tranh là những trường đoạn lồng ghép những thước phim có thật một cách lười biếng, khiến ta không thể hiểu được phim đang muốn nói gì về những bài hát của ông. Và tại sao có cả cảnh Tổng thống Kennedy bị bắn? Đọc một số review Em và Trịnh trên mạng xã hội, tôi nhận thấy có không ít người xem ấn tượng với câu thoại "Anh e âm nhạc đã bỏ anh rồi" của Trịnh Công Sơn. Mọi người thừa biết rằng đã đưa ra vấn đề thì phải giải quyết một cách đến nơi đến chốn. Với tớ, nó là minh chứng cho hai điều. Đầu tiên, đó là người xem phim ở Việt Nam rất am hiểu cấu trúc cơ bản của một kịch bản hay. Và thứ hai là biên kịch của Em và Trịnh đã đánh giá quá thấp khả năng đó. Họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Và đó là những vấn đề chính trong rất nhiều vấn đề mà tớ có với Em và Trịnh. Giờ tớ muốn chuyển sang câu hỏi quan trọng hơn và khó trả lời hơn. Đó là tại sao bộ phim có chất liệu lý tưởng như là mơ trong một câu chuyện trên màn ảnh rộng với sự đầu tư kỷ lục lại có thể như vậy? Liệu nó đến từ sự coi thường khán giả rằng nhà làm phim không cần cố quá bởi khán giả Việt chỉ cần thế thôi là được rồi, hay khả năng thực của nhà làm phim chỉ tới được đây? Nhìn lại sự chắp vá của Em và Trịnh, một bộ phim không có một câu hỏi trung tâm, thiếu sợi dây cảm xúc và việc nó giống như là một thuật toán thì tớ đành phải nghiêng về phương án thứ hai. Minh chứng rõ nhất là khi phim bỗng chuyển sang thể loại nhạc kịch, bắt chước lại cảnh A Lovely Night của La La Land, nhưng là bắt chước theo kiểu tôi thích cảnh này nên tôi sẽ cho vào, chứ không phải vì nó nên ở đó. Nó không bổ sung được gì cho câu chuyện, mà chỉ nhắc lại điều chúng ta đã sẵn biết, và nếu có bỏ đi thì cũng chả thay đổi điều gì. Rồi là cảnh Trịnh Công Sơn cau mày khi Michiko uống nước dừa, tớ không biết đúng không, nhưng đoán là lấy cảm hứng từ Phantom Thread của Paul Thomas Anderson. Sự khó chịu của Reynolds Woodcock khi nhìn Alma nó buồn cười đến vậy là bởi sự khó tính sẵn đã được thiết lập trong từng hành vi và lời nói của Reynolds, và vì nó càng đề cao hơn ý chí của Alma, khi bất chấp sự khó chịu đó, cô vẫn khiến ông phải khuất phục. Em và Trịnh thì thiếu cả hai, khi Trịnh Công Sơn và Michiko từ đầu đã thích nhau, và sự khó tính của Trịnh Công Sơn chỉ mới xuất hiện trước đó một lần, khi ngày xưa đưa ra lời nhắc nhở khá cô hủ rằng con gái không được thế này, không được thế nọ. Tình tiết khó tính này từ đó khiến tớ nghĩ rằng, hình như biên kịch đến khi viết xong kịch bản rồi thì mới nhớ ra Trịnh Công Sơn ngoài đời là một người khó tính, rồi mới chèn hai cảnh đó vào, cho sát về nguyên tắc. Quentin Tarantino từng nói rằng ông ăn cắp từ tất cả những phim mà ông từng xem. Một câu nói nổi tiếng khác là "Good artists copy, great artists steal". Những nghệ sĩ vĩ đại ăn cắp, nhưng không ai nói được họ cả vì họ ăn cắp rất giỏi. Họ hiểu rõ vì sao thứ họ ăn cắp lại hiệu quả đến như vậy nên mới biến được nó thành của họ. Họ sẽ biết vì sao cảnh tap dance của Ryan Gosling và Emma Stone không phải là một trong những cảnh phim đáng nhớ nhất của thập kỷ trước chỉ vì nó có một bài thật catchy, điệu nhảy của họ thật dễ thương và khung cảnh đằng sau họ thật đẹp. Hãy cứ ăn cắp, nhưng phải ăn cắp giỏi hơn. Tớ không nghĩ mình đã từng viết một review nào tiêu cực đến thế này. Và chưa bao giờ trong lúc viết, tớ phải tự hỏi bản thân viết thế có hơi quá không nhở, nhiều đến như thế. Nhưng, nghĩ kỹ thì tớ khá chắc là chưa từng có phim nào chỉ ra rõ hơn những điểm yếu chí mạng của phim Việt như là Em và Trịnh cả. Và vì nó có giá trị nghiên cứu cao đến như vậy, thì việc mổ xẻ nó, dù đôi khi hơi quá tay, là cần thiết. Dưới góc độ là một tài liệu học tập, tớ cho Em và Trịnh điểm cực phê. Và nhìn lại thì tớ không muốn thay đổi quan điểm nào, chỉ là muốn bổ sung cho một quan điểm duy nhất thôi, về việc người xem phản ứng gay gắt với phim là vì cảm thấy bị xúc phạm. Đúng, cảm giác đó là có. Nhưng những phản ứng đó chắc chắn không chỉ là sự trả thù cho những lời hứa suông. Và nhìn vào sự tiếc nuối của người xem trước câu nói "anh e âm nhạc đã bỏ anh rồi", thì tớ đã khám phá ra câu trả lời thực sự. Đó là, hóa ra người xem Việt Nam ngoài miệng nói là thế thôi, nhưng họ chưa bao giờ ngừng hy vọng vào một phim Việt hay cả. Bi kịch lớn nhất sẽ phải là khi chẳng còn ai thèm phàn nàn về phim Việt kìa. Và việc mọi người đã chửi nhiều còn chửi hay, một cách kỳ lạ lại thổi vào bên trong tớ một luồng hy vọng, và cũng thêm cảm hứng để viết nhiều bài chê phim hơn. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.